nhìn vào thành công của Amazon ngày hôm nay, ít ai biết được câu chuyện thú vị đằng sau nó. Bằng cách khám phá đoạn tin đăng tải tuyển dụng của Jeff Bezos trong quá khứ, bạn sẽ thấy được Amazon đã khởi nguồn khiêm tốn như thế nào. Từ một công ty với mô hình và lĩnh vực kinh doanh nhỏ bé, Amazon bây giờ thực sự đã trở thành một thành tựu đáng tự hào của Jeff Bezos. Cùng Tony xin chào khám phá sự thay đổi đáng kinh ngạc của Amazon sau 25 năm trong bài viết dưới đây nhé. Nội dung mẩu tin tuyển dụng cho Amazon năm ấy. 25 năm trước, tức vào năm 1994, Amazon được thành lập bởi Jeff Bezos. Năm ấy, ông vẫn chỉ là một doanh nhân ít tiếng tăm. Để Amazon có thể đi vào vận hành, Jeff đã đăng một tin tuyển dụng nhân viên lên Usenet, hệ thống thông tin toàn cầu dưới dạng diễn đàn thảo luận. Cụ thể, CEO của Amazon đã viết: công ty khởi nghiệp có nguồn vốn hóa tốt, tìm kiếm những ứng viên phát triển phần mềm C++, Unix tài năng để cùng tiên phong khai phá thương mại điện tử. Bạn cần có khả năng thiết kế và xây dựng những hệ thống lớn và phức tạp, và hãy đảm bảo thời gian hoàn thành của bạn chỉ bằng 1/3 thời gian mà những người chuyên nghiệp ước tính. Yêu cầu ứng viên có bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ hoặc các chứng chỉ liên quan chuyên ngành khoa học máy tính. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp là cần thiết. Thành thạo web server và HTML là hữu ích nhưng cũng không quá quan trọng. Chào đón những đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt huyết và tài năng. Khi trở thành nhân viên của công ty, bạn nên sẵn sàng chuyển tới ở khu vực Sitter. Phí di chuyển do công ty cung cấp. Hãy ứng tuyển vì bạn có cơ hội sở hữu cổ phần có giá trị. Mọi thông tin và CV vui lòng liên hệ địa chỉ sau. Thời điểm Jeff đăng mẩu tin tuyển dụng trên, ông thậm chí còn không đưa Amazon vào như một cái tên chính thức của công ty. Lúc đó, mọi thắc mắc của ứng viên đều được phản hồi bằng cái tên Kadabra. Amazon hiện tạo ra hàng triệu việc làm, dù đã áp dụng công nghệ và tự động hóa. Amazon bắt đầu sử dụng robot vào quá trình sản xuất và vận hành của công ty từ năm 2012. Năm đó, công ty bỏ ra $775 triệu mua lại Kiva System và đổi tên thành Amazon Robotics. Đây được coi là thương vụ lớn thứ hai trong lịch sử của Amazon. Thương vụ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi là AI, và tự động hóa. Đơn đặt hàng của Amazon được xử lý, đóng gói và vận chuyển bởi nhiều trung tâm trên toàn cầu. Trong 26 trên tổng số 175 trung tâm, Amazon bố trí các robot thực hiện công việc như một cộng sự đích thực của con người. Kể từ khi sử dụng robot vào năm 2012, Amazon vẫn tạo ra khoảng 300.000 việc làm khác trên toàn cầu. Điều này bác bỏ quan niệm sai lầm rằng máy móc đang dần thay thế cho lực lượng lao động là con người. Hơn hết, robot cung cấp sự hỗ trợ tuyệt vời cho các nhân viên của Amazon. Cách làm việc của robot sẽ giúp bộ phận kỹ thuật cải thiện hiệu suất và hiệu quả công việc. Ở Amazon, robot được sử dụng cho những việc nặng nhọc và đòi hỏi tỉ mỉ cao, bao gồm phân loại, sắp xếp bưu kiện, đóng gói hàng hóa hay di chuyển hàng hóa có khối lượng lớn. Amazon đã cài mã vạch để việc phân loại hàng hóa của robot được thực hiện chính xác. Bên cạnh đó, Amazon cũng xây dựng và phát triển các khóa học về robot như một chương trình phát triển sự nghiệp của công ty. Tương lai trở thành nền tảng cung cấp quảng cáo trực tuyến lớn thứ ba ở Mỹ. Theo eMarketer, quảng cáo trên trang web Amazon đang dần trở nên hấp dẫn với các nhà tiếp thị. Điều đó tương đương với việc Amazon có thể trở thành nền tảng bán và cung cấp quảng cáo lớn thứ ba ở Mỹ, chỉ sau Google và Facebook. Cả Google và Facebook đều có chiến lược kinh doanh xoay quanh doanh số bán quảng cáo trực tuyến. Tiềm năng để Amazon cung cấp và bán quảng cáo cũng sẽ không kém cạnh, đặc biệt là khi Amazon thu hút chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích khi quảng cáo trên nền tảng của nó. Vì sao quảng cáo trên Amazon lại phát triển? Dường như sự gia tăng của số lượng người bán bên thứ ba có liên quan đến việc Amazon cung cấp quảng cáo trên nền tảng của mình. Amazon là một trong những cổng mua sắm trực tuyến lớn nhất trên thế giới. Do đó, nhiều đơn vị bán hàng nhận ra việc đưa các sản phẩm kể cả giảm giá của họ lên Amazon sẽ dễ dàng hơn. Thay vì cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn lớn này, như một vòng tuần hoàn, số lượng người mua và bán trên Amazon tăng kéo theo sự xuất hiện của bên bán thứ ba. Từ đó, việc cung cấp và bán quảng cáo sẽ diễn ra mạnh mẽ. Và ngược lại, Amazon đang phát triển video và hệ thống tìm kiếm giọng nói thông qua Amazon Echo. Các sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho hoạt động quảng cáo trực tuyến. Nhiều phân tích chỉ ra rằng doanh thu quảng cáo của Amazon dự kiến sẽ tăng hơn 50% mỗi năm, ít nhất là trong năm 2020. Quá trình thay ra đổi thịt của Amazon, từ một mẫu quảng cáo tuyển dụng nhỏ, đến ông lớn trong ngành thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến thật ấn tượng phải không bạn? Đừng quên theo dõi kênh Tony Xin Chào, để tiếp tục được cập nhật các thông tin thú vị về tập đoàn hàng đầu này bạn nhé!